Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 10 tháng 2, mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, toàn quốc xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 35 người, bị thương 66 người. So với ngày 9 tháng 2, tai nạn giao thông tăng 7 vụ, tăng 5 người chết, tăng 11 người bị thương. Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 7.469 trường hợp vi phạm giao thông. Trong số này, trên đường bộ phát hiện 7.466 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 18,8 tỷ đồng, tạm giữ 211 xe ô tô, 3.661 xe mô tô và 16 phương tiện khác, tước 1.588 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.835 trường hợp, vi phạm tốc độ 1.720 trường hợp, dương tính với ma túy 12 trường hợp. Trên đường sắt phát hiện 1 trường hợp vi phạm, đường thủy có 2 trường hợp. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết mùng 1 Tết tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đường phố thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi cả trong nội thành và các cửa ngõ vào thành phố.